Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người chương trình này góp nhận 100 token Tico khoảng 10 đô người bạn. Để tham gia dự án các bạn lấy phần link mô tả của mình mở Telegram các bạn sẽ tắt chatbot này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng được cấp cha nè. B. Cấp cha này thì dễ rồi. BBG D C C chính xác 100% nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group kênh seller nha các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn? Join group để có tập càng này. Đã biết sàn nào nữa các bạn? Không có thông tin gì hết các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn join tiếp kênh những kênh của nó tất cả các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn? Mình không biết nó list sàn nào luôn các bạn. Thôi đi nào về thì mình tiếp tục làm cái video hướng dẫn các bạn bán sao nha tất cả các bạn. Rồi thì quên thì các bạn like và tiếp inbox cho 5 người bạn nha tất cả các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn tự biết với 5 người bạn quá. Con này chắc chưa đi sàn quá các bạn, mới dự án quá. Mình cũng rồi các bạn like và tự biết 5 người bạn mà. Rồi khoan các bạn chờ mình chút xíu các bạn, mình kiếm 5 người bạn của mình nha các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn nha các bạn. Thôi các bạn. Rồi các bạn tìm 5 người bạn của mình test, rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn cùng ở trader tiếp theo thì Facebook các bạn like và sell bot cái link form đó nha các bạn. Rồi bạn chờ chút xíu nha các bạn, mình làm cái gì không tăng từ từ các bạn ơi. Không giỏi nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Giờ các bạn like, các bạn lướt xuống các bạn cũng like cho nó một bài hay góp nữa các bạn. Rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Cái máy của mình quá nặng máy rồi các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên nha tất cả các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn vào kiểm tra đây, các bạn coi cứ cho những kênh group kênh seller nó chứ các bạn. Nếu các bạn join rồi thì các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình các bạn. Rồi các bạn like thì pinbot 5 người bạn thay. Rồi các bạn điền lại username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của tất cả các bạn là các bạn gặp username theo word của mình nè. Icon MMO của các bạn. Chờ các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lại cái đường link profile Facebook của mình nha tất cả các bạn. Chào nha các bạn Facebook thì vào trang cá nhân copy cái dòng thời gian của username profile của mình nha các bạn gì sao chép nè. Rồi các bạn chạy con bot nha các bạn, cái máy của mình lót chậm các bạn ơi.
Rồi các bạn gỡ nữa bạn. Cái máy của mình Telegram quá đầy bên lót chậm quá các bạn. Rồi tiếp tục thì chu correct. Rồi các bạn điền địa chỉ với chocolate nha các bạn nghe thấy. Chocolate Messer Wallet. Gmail rồi cũng được nữa các bạn. Dị tờ. Rồi các bạn copy địa chỉ IP của mình nè các bạn. Các bạn sao chép nè. Cho về một các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu các bạn. Rồi mình đã nhận rồi bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 100 token Tcoin nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link để ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy video mình đây kết thúc các bạn. Khi nào mà token nó trở về mình nó có list sàn mình sẽ hướng dẫn các bạn bán sau nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.